Ôi trời. À, mình vẫn còn gặp ác mộng đó nè. Đau thụ quá. Ôi chết, mình la hơi lớn, không biết hai người đó có bị giật mình không? Xin mày ơi, xin lỗi, cậu có bị thức giấc không vậy? Xin mày đâu rồi? Ôi trời, Robin, cậu thấy Simi đi. Ủa, Robin đâu? Ôi, sao cái lúc sáng mình bị phá hóa chơi vậy? Ôi, trời, chuyện gì xảy ra vậy? Ôi trời ơi, ôi, Simi với Robin đâu? Cô ấy có bị sao không vậy? Ôi trời, tất cả chỗ này cũng bị phá luôn rồi. Ai làm chuyện này thế? Ôi đùa. Ôi, sao cả học viện cũng bị phá luôn. Ôi, ai làm chuyện này vậy trời? Ôi, okay. Bình tĩnh. Phải bình tĩnh. Phải tìm cách giải quyết chuyện này. Đúng rồi, phải giáo viên. Phải nhờ những siêu anh hùng khác giúp thôi. Không biết là họ còn trong đây không? Ôi trời ơi, mọi thứ này bị phá nát hết trơn luôn rồi. Ôi, cái chỗ này phá tan lạnh luôn. Có ai không? Có ai còn ở đây không? Phụ đồ ơi, không nghĩ là còn ai ở đây không được chứ. Ông ơi, phòng thầy hiệu trưởng mà ở trên kia. Mong là thầy có đó. Ôi, cái phòng gym cũng bị tàn phá luôn ơi. Kìa. Ê. Có ai đây không? Có ai còn đây không? Ôi trời ơi. Ôi. Không còn ai đây hết trơn vậy? Người đi đâu trơn rồi? Đúng rồi, cũng chưa. Phải đi thoát ra khỏi đây. Sau đó tìm người giúp đỡ được. Cảnh sát hay đúng không? Ok. Đi nào. Ôi, tất cả cái pháo hoa nó bị phá tan nát rồi. Ôi, nước nó tràn ra hết trơn. Rồi phải bơi qua đó mới được. Hơi bị khó khăn chút. Ok. Hơi. Hơi. Hơi mệt chút không sao. Bơi nào sắp từ đây. Ơi, hơi, cũng mệt thiệt. Ok, cuối cùng cũng tới. Ai vậy? Phải là siêu anh hùng không? Có ai giúp? Ôi, xuất cơ, hơi, đúng. Jack, hey, Jack ơi. Jack. Ôi trời, ổ Simi á. Chào buổi sáng. Ủa, chào buổi sáng, ông sao vậy? Tôi vừa mới gặp con ác mộng đáng sợ quá. mà Jack ơi, tôi nói nè, bây giờ tôi có chuyện kinh khủng hơn ông á. Thế sao không? Không, anh chờ tôi đi rửa mặt cái. Bây giờ giờ gì? Bây giờ tụi mình chị ao rồi đấy. Hả? Bây giờ tụi mình chị học rồi. Để tôi kéo quần lên cái. Ok, đi nhanh. Bỏ cỏ, đi. Ôi trời, sao nó chạy học mà không gọi tôi sớm hơn. Trời ơi, cứ đầy gọi lại chuyện bây giờ mới dậy đấy. Ôi trời, nhanh. Ủa, Robin đâu? Không biết là cháu ông ấy dậy chết rồi, tôi nghĩ vậy. Dậy trước mà không gọi tụi mình dậy luôn. Trời. Ai biết đâu, tôi dậy tôi cũng biết tụi mình trẻ nè, tự nhiên ông bình tĩnh quá à. Bốn qua gặp ác mộng à, sao bây giờ trẻ đấy, what the heck. Ok, cứ đi. À, tôi đi chơi đây, tôi cũng có trẻ đó.
Đó, cho, cho, cho. À, trời. Ok. Ai. Ok, ok. Mới buổi đầu tiên mà trễ rồi. Ơi. Hình như đây nè. Tôi đã lấy được cuốn sách rồi. Nếu như theo những gì mà nhà trường nói là trong đây người ta sẽ ghi luôn tên cái lớp mà mình sẽ phải vô. Để tôi coi cái. A1. Lớp mấy vậy? Ôi trời ơi, lớp A1 luôn kìa. What? Ôi, trùng hợp hết nhỉ? Trời. Ký túc xá và chung lớp nữa. Ai vậy? Đây nè. Ôi trời. Ủa Robin. Ồ, mọi người thấy được kìa. Thấy chưa? Trẻ lắm luôn á. Cái này chắc bị chửi luôn. Đây những cái thằng Brian. Ok, đi chậm chậm. Giờ bò như thế. Bò. Tôi không hiểu đâu, mất lịch sự lắm. Hai em là. Xin lỗi thầy rất nhiều, xin lỗi tụi em đi vô trễ. Xin lỗi thầy, hôm nay em tới. Tại sao bây giờ mới tới hả? Tụi em có chuyện bận nên xin lỗi thầy, đây là buổi đầu tiên nên mong thầy thông cảm cho. Buổi đầu tiên mà đi trễ hả? Tôi chắc chắn là sẽ phạt hai em rất là nặng đây. Xin lỗi thầy, tụi em sẽ không làm vậy nữa đâu, xin lỗi. Được rồi, bây giờ hai em vô chỗ đi, tôi sẽ ghi một cái đơn để gửi thư mời về gia đình của các em. Thầy ơi, đừng vào. Chị giữ gì thầy? Rồi chịu rồi. Robin! Tại sao không kêu thầy tụi tôi dạy hả? Vậy tụi tôi bị phạt nè. Mấy người phải biết tự lượng sức mình chứ. Lượng sức cái gì? Tụi mình là đồng đội với nhau mà. Chú ý ngủ. Anh Lớp thấy chưa? Anh Lớp có thấy chưa? Hôm nay mới có ngày đầu tiên mà đã có hai bạn đi trễ như vậy rồi. Lần sau thì sẽ có biết bao nhiêu lần nữa. Cho nên lần sau thầy sẽ đình chỉ học các em trong một tuần, nhớ chưa? Đây chỉ là điều lâu xin thôi trời ơi. Tại cậu hết trơn Robin. Không có liên quan gì với tôi đâu. Tụi mình là đồng đội với nhau. Chịu rồi. Được rồi, dù sao thì ngày hôm nay cũng là cái ngày đầu tiên, cho nên tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Và bây giờ tôi sẽ tự giới thiệu với các em. Tôi tên là Tony Stark, tôi là một nhà khoa học cũng như là một siêu hùng. Và chính thức từ cái ngày hôm nay, tôi sẽ dạy cái lớp này. Có em nào còn ý kiến gì không? Dạ thưa thầy, em có ý kiến thầy. Sao em? Dạ thầy là siêu anh hùng gì vậy thầy? Hả? Không biết rồi. What? Cậu không biết luôn á? Em không biết tôi là ai sao? Tôi là người sắt đây. Đấy, tức là thầy, người thầy làm bằng sắt à? Câu hỏi gì đấy? Ý là cơ thể của tôi vẫn bình thường nhưng cái bộ giáp của tôi là được làm bằng sắt, em có hiểu không? Còn vậy... Thôi được rồi, em hãy ngồi xuống đi. Bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian đâu, xin hãy tới đây là đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài học đầu tiên. Thôi ngồi xuống đi, bây giờ. Bây giờ thế này được rồi mà. Ok, được rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái bài học đầu tiên. Thì cái bài học này thì các em sẽ phải ra sân bóng để thực hành. Thì các em phải vận dụng những cái kiến thức mà các em đã học. Thì bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chế tạo ra một bộ giáp sắt cực kỳ là mạnh cho riêng các em. Nghe hay wow, nghe hay đấy. Em có hứng thú không nào? Em có hứng thú không? Buồn ngủ quá. Cái gì đấy Robin? Okay. Bây giờ chúng ta đi nào. Yeah. Ok, đi đây. Rồi. Cái học đầu tiên mà làm gì chán thế. Chế tạo những thứ vớ vẩn, đống sắt vụn. Cái gì cơ? Nhưng mà tôi thật thú vị. Nó sẽ giúp cho cậu dạng như bay được nè, bắn tia laser. Rồi. Ôi, có thể thú vị không Jack? Đấy, cực kỳ thú vị luôn á. Cuộc sống chỉ cần kỹ năng, không cần phải sử dụng bộ... Wow. Đúng là... Lại lạnh lùng thế. Cái này nhìn lạ. Được rồi. Bây giờ chúng ta đã ra được sân banh rồi. Và trước mặt tất cả các em là những cái bàn mà chứa những thiết bị có thể giúp các em tạo ra được những vũ khí mà có thể gọi là mạnh nhất của con người. Được rồi, bây giờ thì các em có thể chế tạo bộ giáp cho riêng mình rồi. Và nếu em nào cần có cái câu hỏi gì thì có thể hỏi ngay. Ok. Để coi nào. Trong đây con cây búa. Nguyên cái gì Ngoài trong này nhiều thú vị hết nhỉ. Thầy ơi. Thầy. Sao em? Thầy cái này được không? Ok, cũng được đó. Em khá là tiến bộ. Hãy cố phát triển nhé.
Dạ, cảm ơn thầy. Nhớ. Sao em làm phải được đó? Cho học sinh cầm nguyên cái rồi. Ok. Nên cậu làm ổn không? Đó chị mới bắt đầu làm thôi. Robin sao? Cố gắng vậy. Robin ngủ rồi. What? Robin ngủ. Rồi. Robin ngủ là what the heck? Robin, em làm cái gì vậy? Em mới lấy đồ. Tại sao? Em mới lấy đồ. Em lấy đồ mà là em làm cái gì? Em nằm mà em nhắm mắt lại vậy? Sao em dám ngủ ngoài sân hả? Em bị té, em lấy đồ em bị té. Cậu ta đúng là chả giỏi trong lĩnh vực này tẹo nào. Coi chừng tôi đó. Em sẽ luôn để mắt tới em á. Đáng đời. Để mắt tới đi. Rồi Robin, cậu nên chú tâm là làm việc hơn á. Tôi biết làm này. Nãy không ở trên lớp không chịu nghe à. Tôi ngu cái này lắm. Rồi. Đừng hỏi tôi. Ok, trong sách này có những thứ cần thiết để làm. Để tôi làm xong để đưa cho cậu. Nhưng mà tụi mình là một đội aeropin ạ. Qua trần nhá. Đi coi. Những gì cần làm là một cái lò hạt nhân nè. Vỏ giáp, ok, có rồi. Cây búa, công nghệ stop. Lò hạt nhân 2 còn cái vỏ hạt nhân. Ok, vậy những gì mình cần lấy cái này lên nè. Ok, rồi búa đập. Cái này đợi tôi nhờ. Ui ơi, tới phần rồi. Wow, cái phần hạt nhân này khó quá trời. Ô, em đã làm được tới đây rồi sao? Em khá là giỏi đó. Wow. Chị thấy là cái phần hạt nhân nó hơi bị khó khăn. Ok, thầy đi rồi. Ôi, gọi được thầy khéo quá. Sướng hay á. Như tớ câu, tớ hâm mộ cả người sắc. Tớ học luôn cả cách làm nguyên bộ giáp luôn rồi. Ôi, đúng là rất có khác nhỉ. Tớ nghĩ là fanboy cũng có cái lợi của nó. Tớ nghĩ cậu hợp đội trưởng hơn là thằng ngốc đấy. Cậu ấy ngồi dưới vậy? Ok, xong rồi. Tôi nghe hết đấy nha. Tôi không sợ cậu ta đâu. Đúng là con người kiêu căng mà. Ok, hơi khó khăn chút không sao. Ok, tiếp tục làm nào. Ok, giờ chỉ cần chỉnh chỗ này một chút thôi là... Rồi, xong. Okay, nhưng mà cũng xong nào rồi. Có vấn đề không nào? Jack, ông xong chưa? Ok, tôi nghĩ là tôi đã xong rồi. Ui, đẹp vậy? Wow, đúng là... Ui, tuyệt tác. Tôi không nghĩ là tuyệt tác chút xíu. Có vài chỗ tôi vẫn không hiểu để em chỉnh sửa chỗ nào. Ui, mới đầu mà ông lại làm như thế này rồi. Không biết lần sau ông làm như thế nào, chắc tôi nghĩ tóc vào đây chắc vậy. Đừng nhắc lớp đấy. Không đùa đâu. Ok, của bà như thế nào? Hình như tôi thấy có gì sai sai đâu. Jack ạ. Oh my god. Có điều tôi không thấy giống bộ giáp lắm. Tôi hỏi nha, bà làm nguyên con Dracula luôn hả? Hay đó chỉ là bề ngoài bộ giáp? Nói chung là tôi không biết làm, tôi chỉ biết làm này thôi. Xin lỗi nha. Không sao, nó cũng tốt rồi, không sao. Làm gì cũng tốt rồi. Giờ của thằng Robin. Cái gì đây? Ủa? Đây, gần như là cái bộ giáp mà không có thể chỉnh sửa gì hết trơn. Đây chỉ là cái vỏ nữa thôi, không có gì hết trơn. What the heck? Đây là vỏ mà. Ủa là sao? Và cậu ấy vẫn còn ngủ bên kia. What the heck? Ôi trời ơi, ok, rồi. Nói chung Robin vô vọng ơi. Thôi, ok, giờ chắc là thầy sẽ đi chấm điểm tụi mình thôi. Chắc bây giờ thầy chấm điểm rồi á. Thầy thấy có vẻ như là các em đã làm xong hết rồi nhờ. Được rồi. Ủa? Cái gì ạ? Robin! Hồi nãy giờ em có làm cái gì không mà em nằm dưới đây hoài vậy? Dạ em bị trượt tinh té tiếp nữa thầy. Nói chung là em đã làm xong chưa? Dạ, như là xong rồi thầy. Được rồi. Được rồi tất cả các em, bây giờ thì thầy sẽ đi chấm điểm. Ok, trở lại thôi. Robin, tới đây nhanh lên. Cậu không làm gì chơi với bộ giáp của mình luôn à? Bộ giáp này có đẹp đẹp. Không quan tâm lắm. What? Cậu không sợ thầy nói à? Nè, Robin. Cậu đi đâu đi hay? Trở lại đi mà. 5 điểm. What? 4 điểm. Mình là một đội mà. 6 điểm. Cậu ấy đi. Tôi chết rồi, bộ giáp mình không điểm. Bộ giáp mình. Chết rồi. 2 điểm.
bộ dáng của mình thế này làm sao bây giờ? Hả? Đây là bộ dáng của em sao? Thầy ơi, thực sự đây là lần đầu nên em không biết mình có học được công thức đâu, nhưng mà lần sau em sẽ cố gắng. Mong thầy giúp. Theo thầy thấy thì em làm đúng đấy, nhưng mà có điều là em hơi có vẻ như là bộ giáp của em nó không có được nhìn nó không có được tự nhiên lắm thôi. Nhưng mà theo thầy thấy thì công thức có vẻ cũng khá đúng rồi đấy. Được rồi, em sẽ được 8 điểm. Cậu thầy nhiều. Okay, chúc mừng cậu nha. Yeah. Ôi trời, cậu Ruby gặp cái cối rồi. Đây là bộ giáp của ai? Hả? Em nghĩ là của cậu bé nằm ngủ đằng kia. Thầy ơi. Lại là thằng này nữa. Robin. Tỉnh dậy mau. Đúng là Robin. Dạ, em hãy xem những gì em đã làm này. Nè, em ở đây. Em xem những gì em đã làm nè. Tại sao em không làm gì hết vậy? Dạ, chắc có lẽ là em không giỏi môn này lắm. Em không giỏi là em không làm hả? Ít ra là em cũng phải làm chứ. Tại sao có thể như vậy được? Tôi cho em 0 điểm. Ngoài ra, em phải mời phụ huynh cho tôi. What? Dạ, em biết thế. Ruby, tại sao lại? Nhưng mà phụ huynh của ta là gì? Nhưng mà ba của ấy là... đúng là được con kêu căng mà. Hả? Bộ đồ cậu kìa. Đây là bộ giáp. Bộ giáp này là của ai đây? Dạ, của em ạ. Có sao không thầy? Có lỗi gì không ạ? Bộ giáp này không xuất sắc lắm, phải gọi là thật sự rất là xuất sắc. Em mới có ngày đầu tiên mà em đã vận dụng được những kiến thức em đã học và em đã làm được bộ giáp như thế này, rất là đáng khen rồi đó. Em là một người tốt nhất ở trong lớp. Được rồi, bài này 10 điểm. Thấy chưa? Chúc mừng cậu nhé. Ok, môn đầu tiên cũng vậy, cũng được rồi, không sao hết. Nhưng mà tôi với Robin thì không đâu. Nhưng mà cũng mừng cho hai tụi mình. Robin, ngày mai mời phụ huynh cho tôi. Em còn dám ngủ ở đây nữa hả? Thầy nhức đầu quá. Ok, thì theo thầy thấy thì ngày hôm nay các em có vẻ như là đã hoàn thành xong cái bộ giáp cho riêng mình rồi. Nhưng chỉ có một em có vẻ như là không hứng thú với cái việc này lắm, đó chính là Huy. Tôi đang nhìn em đó, đừng có nhìn ở chỗ khác. Ok, được rồi, thì bây giờ các em hãy cùng nhau trải nghiệm thử cái bộ giáp mà mình đã tự chế tạo ra đi nào. Được rồi, bây giờ thì các em hãy cùng xem thầy mặc cái bộ. Được rồi, và sau khi mặc giáp vô, chúng ta có thể làm được những trò như thế này đây. Huyền ơi! Wow! Ôi, nhìn họ bay kìa, thú vị phết nhờ. Yeah. Oh. Trang ơi. Hả? Cái gì cơ Simi? Ông đang làm gì vậy? Tôi đang đánh thức thằng Robin này dậy, nó ngủ hoài. Nó kệ đi. Ê Jack, hay là ông với tôi mặc giáp xuống bay lên giống họ nhìn thú vị phết mà. Ôi nhìn kìa, đã đến sợ luôn. Hả? Nhìn hay rồi đó, nhưng mà cậu bay trước đi. Tôi phải đánh thức thằng Robin này dậy nè. Robin, dậy! Ok, vậy tôi bay trước vậy. Ta-da! Bay vô nhà! Robin, dậy! Làm gì vậy? Hãy ngu này. Dạ thưa sếp, chúng ta làm gì đây sếp? Ha, tốt lắm. Bây giờ tôi cũng biết phải làm gì rồi chứ. Dạ không thưa sếp. Cái thằng bả lậu này. Thôi, được rồi, bởi vì My ngu quá nên ta sẽ giải thích cho My. Dạ, trong túi My sẽ có một con chip rất là đặc biệt. Nó có thể gắn vào bộ giáp của Iron Man. Và nhờ đó chúng ta có thể điều khiển được những con những bộ giáp sạc đồ của nó. Và sau đó chúng ta có thể dùng nó để mà tấn công học trò và hủy diệt cái ngôi trường này với ta ghét đúng không ạ? Ok. Nhiệm vụ Mi đã hiểu chưa? Dạ vâng, thưa sếp.
cuối cùng mình cũng hiểu là phải giải thích khoảng 2-3 lần lận đó. Ok, bây giờ hãy tiến hành nhiệm vụ đi. Vậy đây là thứ mà ông chủ nói đến sao? Được rồi, ta sẽ quăng vào cái con chip này vô. Nhưng mà những cái con người máy đáng ghét đó. Hả? Cô em? Sao mắt của em đỏ vậy? Sao cô em nhìn có vẻ dị vậy? Cô em có sao không? Là bộ giáp đó có vấn đề rồi. Robin, dậy đi, dậy đi. Nào? Cái tiếng gì vậy? Con nghe không? Tôi cũng nghe. Tiếng gì vậy? Mình đã bị thương rồi. Hả? Simmy, em đang làm cái gì vậy? Simmy, cậu đang làm cái gì vậy? Đúng biết rồi, tao không điều khiển bộ giáp của mình, bộ giáp này như chuyển động á. Ý cậu là sao? Tao hiểu rồi, thì ra là như vậy. Javis, kiểm tra cho ta bộ giáp bên trong đó xem. Vâng, thưa ngài. Kiểm tra hoàn tất, bên trong bộ giáp có một con chip nhỏ đang điều khiển toàn bộ giáp. Hả? Thì ra là như vậy sao? Nếu vậy thì ta đành phải hủy luôn cả bộ giáp đối với được. Hay, nếu vậy thì ta phải đành dùng vũ lực với em thôi. Dù sao thì bộ giáp này cũng không phải để chiến đấu, chỉ để trang trí thôi. Được rồi, Javis, đưa cho ta bộ giáp chiến đấu nào. Vâng, thưa ngài, vũ khí đang bên trên tới. Và đây là đoàn kết liệu. Thầy ơi, thầy đừng làm như vậy. Nếu thầy làm như vậy thì sẽ hủy bộ giáp người bên trong cũng như người bên ngoài đấy. Thôi được rồi, nếu vậy thì chúng ta phải tìm cách khác thôi. Ôi, giờ phải làm sao đây? Robin. Tớ cái ý này nè. Giờ tớ sẽ chế tạo ra một con chip nữa để mà đấu với con chip xấu xa trong bên trong bộ giáp đó, để mà giải thoát cho bạn bè của tụi mình. Ok không? Dạ, trong lúc đó tớ sẽ cần phải chế tạo nó thì sẽ mất khá nhiều thời gian, nên tớ cần cậu hãy lấy cái bộ giáp kia để mà hỗ trợ thầy Tony Stark được không? Hãy cầu bộ giáp này á. Cậu đùa đó, cậu làm sao cậu chiến đấu với bộ giáp đó? Bộ giáp kia kìa, bộ giáp kia kìa, bộ giáp mà tớ chế tạo á, bộ giáp nó mạnh hơn nhiều. Ok, cậu hiểu chưa? Robin. Rồi. Tôi sẽ nhắc lại, nói chung cậu cứ lấy bộ giáp đó mặc vô người và sau đó đánh lộn tất cả những gì cậu thấy trừ mình với Tony Stark, ok được chưa? Nhưng đừng có giết họ nha. Ok rồi, tôi sẽ đi chế tạo con chip. How to mặc bộ đồ này. Ok thì chúng ta gắn thêm đây nữa. Sao nhìn tôi đồ sổ này. Ấy, cậu cứ bay lên đi. Ok, còn thêm cái này. Làm sao để điều khiển cái nút này? Ôi trời ơi. Đỡ tay, xin lỗi. Ok. Chết, lỡ tay. Cậu đang giết tớ đây. Lỡ tay, ok. Tôi đấu với tụi nó. Chết đi, đúng rồi. Tên này mạnh quá, mau lên lại chết. Rubino làm gì vậy? Tôi không có nói nhiều, tới số của cậu rồi. Nhưng mà cái bộ giáp đó tự chuyển động vẫn không phải do tớ đâu. Tôi không nói nhiều. Dám đánh ta. Được, tới số của người rồi. Vô nào. Không phải do tớ mà. Khó xử quá nha. Tôi tớ bảo không phải tớ làm mà.
Ok, ở đây, một chút ở đây nữa. Và xong. Yes, mình đã chế tạo được con chip hoàn hảo của mình. Giờ mình có thể giải thoát cho Simmy và những người còn lại rồi. Và... cái gì đây? Mình vừa mới lo chế tạo được một tiếng đồng hồ là nguyên cái chỗ này thành bãi chiến trường luôn rồi. Ôi trời, cái này giống như hồi trong giấc mơ nữa. Hay, ok, xong được. Robin ơi! Hadouken! Có gì không chắc? Có gì? Robin, tớ đã chế tạo được con chip này rồi. Giờ, tớ cần con chip này phải gắn vô con bộ giáp nào đó. Thì nó mới hoạt động được. Ok, còn hiểu chưa? Giờ chắc cậu hãy gắn cái này vô Simmy hay gì đi. Được không? Ok, đi đi! Đau quá à, cái tên Robin này. Đúng rồi. Ủa? Ok, giờ chỉ cần bấm nút này thôi là mọi thứ sẽ trở về như cũ. Rồi, 3, 2, 1. Quá trình phục hồi bắt đầu. Ủa? Bộ đá bay đâu vậy? Mình đã bị dồn vào đường cùng rồi. Ok, thì được rồi Robin, giờ tất cả bộ giáp Sosa đó là đã được tập trung lại một khối, giờ chúng ta có thể hủy diệt nó một cách dễ dàng rồi. Giờ, Robin, giờ cậu hãy phóng tên lửa từ trên xuống dưới, còn tớ sẽ dùng kỹ năng của tớ để mà phá hủy từ dưới lên trên, cậu gõ chưa? Ok, thì chúng ta đi thôi nào. Sân bóng bị hủy diệt nặng nề, chi phí sửa chữa là 100 triệu đô lần đấy. Có gì đâu, tôi có thể trả mà, bọn anh không biết tôi là ai à? Tôi là triệu phú Tony Stark đó. Tôi không quan tâm đâu là ai, nhưng mà may mắn là tất cả các em học sinh đều an toàn hết, không ai bị thương. Và tất cả nhờ công của anh hết đấy. Về vụ đó thì tôi không hề làm một mình đâu nha. Tôi nhận được sự trợ giúp từ hai cậu học sinh trong lớp đấy. Dù sao thì tôi cũng không nói nhiều nữa đâu, tôi đi trước đây. À mà khoan đã, trong lớp của tôi có một cậu bé có một sức mạnh khủng khiếp đấy. Anh nên chỉ cho cậu nhóc đó cách để kiểm soát sức mạnh đó đi, nếu không thì sẽ có chuyện lớn đó. Kiếm thì thấy anh quan tâm tới người ngoài á. Anh vui tính vậy. Thôi, tôi té đây. Hẹn gặp anh sau.